Voi là phải mạnh, quạt là phải lạnh. Thiết bị phòng tắm Eurolife sang trọng và tinh tế. Eurolife hội tụ tinh hoa công nghệ và chất lượng, bảo hành tới 5 năm. Eurolife, honor the beauty of life. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn dòng vòi rửa chén lạnh âm tường Cần Elox C
cần nọ so chất liệu inox giúp 304 của Euroline. Và chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm ở trên catalog của Euroline nhé. Đây là catalog năm 2021 của Euroline Việt Nam. Và chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm RC10 này. Xem như thế nào. Đây, RC10. À, trên catalog sản phẩm có giá là 580.000. Thì về sản phẩm này á, thì giá hiện tại của tháng 9 năm 2021 là 580.000 nha các bạn. Đấy, giá này thì hoàn toàn có thể thay đổi khi mà tùy từng thời điểm. Đấy, nó sẽ không cố định như vậy. Nhưng mà khi mà thay đổi giá đó, thì công ty sẽ niêm yết ở trên website euroline.vn hoặc euroline.com.vn. Đồng thời cũng niêm yết lại ở trên catalog mới nha các bạn. Giá này chỉ là giá tham khảo tại thời điểm này thôi. Đấy, bên cạnh nó sẽ có thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Thì chút nữa chúng ta sẽ cùng xem chi tiết thông số của sản phẩm này như thế nào. Và chúng ta sẽ so sánh ở trên catalog cho nó dễ hiểu nhé. Rồi, về sản phẩm này thì đóng gói của sản phẩm sẽ là một hộp màu của công ty cổ phần Euroline Việt Nam với đầy đủ thông số chi tiết của nhà cung cấp, nhà sản xuất, chất liệu nằm ở trên vỏ hộp. Đấy, ví dụ như là hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế này. Logo này là do Hội Liên hiệp các nhà khoa học Việt Nam chứng nhận đấy các bạn. Rồi top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn. Đây là cái logo của chương trình mà khảo sát từ người tiêu dùng nha các bạn. Đấy. Thôi, còn bên đây, bên trong là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm đi kèm một phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Euroline Việt Nam nha. Rồi, và đây là đóng gói. Sản phẩm được đóng gói trong một túi vải cô tông của Euroline Việt Nam như vậy. Đấy, túi vải này thì có tác dụng là tránh sản phẩm bị chảy xước khi đóng gói rồi vận chuyển tới tay người tiêu dùng. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể giữ cái túi này để vệ sinh sản phẩm, lau chùi sản phẩm. Nó rất là tốt, đảm bảo cho sản phẩm không bị chảy xước nha các bạn. Rồi, đi kèm sẽ là một túi phụ kiện, nó bao gồm là một nắp tre bằng inox và một cây lục giác 2 chấm. Chút nữa chúng ta cùng xem cái linh kiện là sau. Rồi, trước tiên là về sản phẩm. Tôi xin nói về chất liệu trước. Sản phẩm vòi rửa chén âm tường RC10 này của Euroline thì được đúc từ inox súp 304 nguyên chất. Với thân là inox 304, cần nó so cũng inox 304. Chỉ riêng phần đầu này thôi. Phần đầu này được thiết kế với chất liệu là nhựa ABS mạ lichen nha các bạn. Thì cái mạ, màu mạ này và màu của thân vòi là trùng khớp với nhau, nó tạo nên cái sự đồng bộ cho sản phẩm nha. Đấy là chất liệu. Thì các bạn cũng biết là ở bên ngoài thị trường thì có nhiều dòng sản phẩm nhìn giống y chang như vậy, không khác một chút nào về thiết kế cả. Và màu sắc các bạn nhìn cũng có thể là y xì như sản phẩm của Euroline đó, nhưng giá thành rẻ hơn rất là nhiều, thậm chí là bằng một nửa sản phẩm của Euroline thôi. Đấy. Nhưng mà những sản phẩm đó thì Euroline cam kết với các bạn là chất liệu của sản phẩm không phải là 304. Và các linh kiện ở bên trong cũng hoàn toàn khác, có chất lượng rất là kém. Đó. Vì vậy các bạn hãy lưu ý nha. Các dòng sản phẩm đó thông thường chỉ là inox 201 hoặc thậm chí là Atimon mạ lichen vào để đánh lừa khách hàng. Chứ sản phẩm không thể nào là inox 304 và giá thành rẻ được. Một phép tính đơn giản thì các bạn chỉ cần tính ra thôi, là ví dụ như sản phẩm vòi này nặng 500g thì nó đã có trị giá về nguyên vật liệu đã là khoảng 150.000 rồi. Đó. Chưa tính đến phần gia công, rồi phần van khóa đây cả gần 100.000 nữa, một cái đầu vòi này cũng gần 100.000 nữa. Vì vậy là những cái sản phẩm mà giá rẻ đó chỉ khoảng trăm mấy chục ngàn thì khẳng định với các bạn là không bao giờ có nguyên vật liệu chuẩn xác là inox 304. Van thì chắc chắn không bao giờ phải là van ceramic cả. Phần nhựa này chỉ là phần nhựa PVC thôi. Đó. Và các bạn sử dụng nó có tuổi thọ cực kỳ ngắn. Và một điều khác nữa là Euroline muốn chia sẻ trước khi phân tích sản phẩm đối với các bạn là riêng đặc biệt đối với dòng vòi rửa chén thì các bạn biết rồi, hầu hết tất cả các gia đình đều sử dụng vòi rửa chén để xả nước, nấu ăn, đúng không ạ? Nấu nước uống. Đó. Vì vậy
cái nguồn nước này nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng. Đó. Vì vậy khi các bạn chọn những sản phẩm vòi rửa chén hay vòi cho máy lọc nước, chúng ta nên chọn những sản phẩm có chất lượng đó, và có giá trị thực sự, đảm bảo được về cái tính hiệu quả và tính an toàn khi chúng ta sử dụng. Chúng ta nên mua sản phẩm của những thương hiệu có tiếng và được khẳng định ở trên thị trường. Đó. Vấn đề này là Euroi muốn chia sẻ thực sự với các bạn. Các bạn đừng lên tiếc và tiết kiệm một khoản chi phí nhỏ để mua những vòi rửa chén mà kém chất lượng, giá rẻ trên thị trường. Đó. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các bạn khi các bạn sử dụng. Ví dụ như các bạn sử dụng cái vòi nước bằng Atimon, thì Atimon được gia cố thêm rất là nhiều chì khi mà sản xuất để tăng sức bền cơ học và tạo độ dẻo cho vật liệu để đúc lên được một thành sản phẩm. Vì vậy mà khi sử dụng nguồn nước chảy qua thân vòi thì nguồn nước của các bạn là có nguy cơ bị nhiễm chì rất là cao và nó cực kỳ độc hại cho sức khỏe người sử dụng. Inox 201 cũng vậy, Inox 201 vẫn có sắt, vẫn có chì và chúng ta vẫn bị ảnh hưởng khi sử dụng cái vòi nước để mà dùng cho việc xả nước nấu nướng. Vì vậy các bạn hãy cân nhắc nha, Euroline chia sẻ rất là cụ thể với các bạn. Các bạn có thể không chọn Euroline nhưng các bạn chọn những sản phẩm khác có chất lượng cao để đảm bảo sức khỏe người sử dụng. Còn đối với các sản phẩm của Euroline thì chúng tôi cam kết với các bạn là về chất liệu cũng như chất lượng luôn luôn đảm bảo được các vấn đề như vừa rồi tôi đã nêu, là đảm bảo về sức khỏe người sử dụng, an toàn và thân thiện với môi trường. Bởi vì sản phẩm hoàn toàn sản xuất từ inox Sub 304. Còn về phần mà khẳng định sản phẩm này có phải 304 hay không thì chút nữa chúng ta sẽ cùng xem một cái thí nghiệm test nhanh sản phẩm để chúng ta nắm được nó có phải là inox hay không nha. Rồi, về phần công năng của vòi thì vòi này là vòi âm tường đó, với cần xoay 360 độ nha các bạn. Cần này thì có thể xoay 360 độ và đặc biệt là ống lò xo này thì linh động, chúng ta có thể bẻ trái, bẻ phải, xoay sản phẩm, đúng không ạ? Ngoài ra thì đầu sản phẩm này có hai chế độ chảy, bao gồm một chế độ chảy tăng áp ở phía bên ngoài và một phần là chảy thông thường với chức năng tạo bọt, chống văng bắn ở phía bên trong. Có hai chế độ chảy và công tắc chuyển đổi làm ở ngay trên đầu vòi này, rất là tiện dụng khi sử dụng, đúng không ạ? Cái dòng chảy tăng áp ở phía ngoài này chúng ta có thể dùng để rửa rau, cỏ, đấy, trái cây, rồi chúng ta xối rửa các thiết bị nhà bếp như là son lồi, liêu chảo, đấy, rửa chén, rửa đĩa, hoàn toàn cực kỳ là phù hợp và tiện dụng. Đó. Về thiết kế của vòi này thì nó rất là hữu dụng, đó, đơn giản như tôi vừa nói với các bạn đấy. Về chất liệu thì tôi đã nói rất là rõ rồi, về cấu trúc thì sản phẩm này chia thành hai phần là phần cần lò xo và phần thân vòi. Đây. Nắp chụp, tay cầm thì được thiết kế tròn, logo của Euroline thì được in laser ở phía trước này. Tay thì cầm với trục tròn và van khóa đóng mở rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Đầu ống xoay rất là dễ. Rồi. Về chi tiết cụ thể ở bên trong thì tôi sẽ tháo để cho các bạn coi và cũng là cái cách mà để chúng ta xử lý sản phẩm khi gặp vấn đề nha. Tức là khi bị rò rỉ hay gặp các vấn đề về vòi thì nhân tiện cái video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Ví dụ như là về trường hợp đầu vòi bị tắc, dòng chảy yếu đó và các tia nước bị lệch lạc thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời đầu này ra nha. Chúng ta tháo rời đầu này ra để chúng ta xử lý, rửa vệ sinh đầu của sản phẩm. Đó, chúng ta có thể tháo rời ra, đúng không? Có thể tháo rời ra. Và đây là phần lưới lọc tạo bọt, chống văng bắn là phần trong này. Thì chúng ta có thể tháo rời ra để vệ sinh, xúc rửa sạch đi rồi chúng ta lắp đặt lại nha. Phần này cũng vậy, chúng ta có thể vệ sinh sạch đi bằng cách lấy bàn chải hay là dốc ngược nó lại để vệ sinh các rác cặn ở đây. Đó, sạch sẽ rồi sau đó chúng ta lắp lại. Thì phần tắc thì hầu hết nó sẽ xảy ra từ đây và thân vòi. Đó, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải xử lý ở đây trước. Nha. Về phần phía bên trong này thì chủ yếu nó là cái bộ chuyển đổi dòng chảy thôi. Chúng ta không cần phải tháo phần này ra. Nha.
Đó. Khi mà vệ sinh xong thì chúng ta có thể lắp đặt lại. Ngoài ra thì khi chúng ta muốn lắp thêm một đầu vòi tăng áp 3 chế độ hay là máy lọc nước tại đầu vòi của Euroline như LSD10 hay LSD20 thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp vừa với ren này nha. Chúng ta tháo ra như vậy và lắp đặt lại thôi như thông thường. Về cách lắp đặt thì các bạn có thể xem video clip lắp đặt của các sản phẩm mà muốn lắp vào nha, đều có video clip giới thiệu hết. Rồi về ống lò xo này thì chúng ta có thể duỗi thẳng ra đúng không ạ? Trường hợp mà bị xì từ phần thân bên trong này nha, hoặc là thôi chúng ta nói về phần xì ở ống lò xo trước đi. Xì ở trong ống lò xo và phần ống lò xo này bị xoắn dẫn tới là không chảy được nước. Trường hợp vòi này sẽ xảy ra nha các bạn. Tức là khi các bạn sử dụng á, các bạn bẻ cái đầu cần lò xo này quá nhiều hoặc là bị xoắn nhiều vòng á, bị xoắn nhiều vòng. Khi các bạn gật á, quay tới quay lui thì sẽ dẫn tới cái phần ống ở phía bên trong này nó bị quắn, nó bị xoắn lại với nhau và nó sẽ gây ra việc tắc nghẹt nước đó. Hoặc khi xoắn nhiều chúng ta sẽ bị cọ cái phần ống cao su ở bên trong của ống lò xo này, nó sẽ cọ vào thành lò xo bên trong, nó sẽ bị bục vỡ đó. Thì chúng ta có thể tháo ra để xử lý hoặc thay mới nha. Ống ở bên trong này là một ống cao su mềm EDPM đó. Bởi vì ống mềm thì chúng ta mới có thể bẻ được theo các chiều khác nhau như vậy đúng không ạ? Đấy. Thì riêng về đối với cách xử lý của ống vòi này thì chúng ta sẽ xem cái video của vòi rửa chén RC01, nó có cùng cấu trúc thiết kế hết và chúng ta tôi sẽ lấy video đó để hướng dẫn thay cho cách hướng dẫn của cái cần lò xo này và các bạn xem nó sẽ y chang như vậy, không khác gì nhé. Thì tôi tiết kiệm thời gian, tôi sẽ dùng cái đoạn clip mà hướng dẫn tháo cái ống vòi của RC01 ra để xử lý, thì các bạn sẽ theo cái cách ngay sau đây để làm nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý về phần ống của loại vòi này nếu mà trong trường hợp mà chúng ta lỡ bị làm xoắn nha. Chúng ta sẽ xử lý như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu luôn, hướng dẫn các bạn ở trong đây luôn để cho nó dễ. Rồi đây các bạn thấy là ở cái đầu này đúng không ạ, hai đầu này đều có hai cái miếng nhựa đây, thì chúng ta phải dùng một cây, tốt nhất là chúng ta dùng một cái tô vít á để chúng ta đẩy được phần nắp này lên nha, đẩy được phần nắp này lên đó. Cái phần nắp này nó sẽ được nhấn hơi chặt đây. Tôi sẽ phải lại được cái phần này ra thì chúng ta mới sửa chữa được ở phía bên trong nha. Đó, chúng ta tìm cách để lại ra, thì đây tôi dùng cây lục giác vừa mở luôn rồi tôi lại từ từ cái phần này ra. Các bạn thấy nó gần ra rồi đúng không ạ? Bởi vì trong của nó là một ống cao su nha các bạn. Đó, ống cao su để... Đây, tôi sẽ lấy ra để cho các bạn coi nha. Tốt nhất là ở đây là chúng ta có một cây vít dẹt á, thì chúng ta làm nó sẽ dễ hơn. Đó, chúng ta thấy này, bây giờ tôi sẽ lôi được cái phần này ra rồi. Đúng rồi, chúng ta thấy nó sẽ là một ống cao su. Đúng chưa? Đấy, ống cao su. Trong này có nước nha các bạn, bởi vì sản phẩm được test 100% bằng máy trước khi xuất xưởng. Vì vậy là có nước nha, các bạn không không nên ngạc nhiên về điều đó quá. Rồi, tôi sẽ lấy phần đầu này ra để cho các bạn coi. Rồi, được một phần đầu đó rồi đúng không ạ? Ta sẽ phải lấy lốt phần đầu này ra.
bởi vì đèn nó bị đóng, nó được đóng chặt quá, đâm ra là cũng hơi khó lấy. Đó, rồi ra rồi các bạn. Cũng không có gì phức tạp lắm đâu. Chúng ta chỉ cần để ý một chút là chúng ta sẽ làm được thôi. Đó. Rồi chúng ta chỉ việc đẩy nó ra nhé. Nếu mà đây chúng ta có cái tu vít dẹp á, là chúng ta lấy ra là nó sẽ dễ nhất, nó thuận tiện nhất. Còn ở đây thì tôi không có, thành ra là nó sẽ khó lấy hơn. Chúng ta lấy một cái tu vít dẹp á, chúng ta lại nó ra thì nó sẽ dễ lấy hơn rất là nhiều. Đó. Đây, tôi sẽ lấy được hai cái nắp này ra. Rồi, đây là sau khi tôi đã lại được phần đầu này ra nha. Khi mà chúng ta lấy ống ra đó thì chúng ta lên để cái cần nó so lại thẳng ha, thẳng ra để chút chúng ta đưa vào nó dễ hơn ha. Đó, chúng ta đưa từ ống thẳng và chúng ta rút ống này ra thôi. Đó, phần ống này thì nếu mà tốt nhất khi mà rút ra á, thì chúng ta cột một đầu dây ở đây để chút chúng ta luồn vào nó sẽ dễ hơn nha. Còn đây tôi sẽ cứ rút ra trước để cho các bạn xem. Thế khi chúng ta vặn á, chúng ta vặn này, nó bị xoắn ống như thế này ở phía bên trong, là nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị tắc nước. Đó, vì vậy là các bạn phải rút được ống này ra và cho nó suôn trở lại. Và chúng ta hoàn toàn có thể thay ống này nha. Ống này chúng ta hoàn toàn có thể thay một cách bình thường. Đó. Nha. Đó, khi mà ống chúng ta xoay nó xong rồi thì chúng ta lại luồn nó vào đúng vị trí cũ. Nếu mà chúng ta đưa dây vào đó thì khi chúng ta luồn nó sẽ dễ hơn. Rồi đây các bạn, đây là tôi đã cột một cái sợi dây nha. Tôi cột một sợi dây ở đây và luồn qua ống trước để chúng ta sẽ dễ dễ dàng mà chúng ta đưa được cái ống cao su lại qua hơn nha. Chúng ta lưu ý ở cái điều này nha. Đó. Khi mà chúng ta đưa qua thì chúng ta vừa đưa chúng ta vừa xoáy, chúng ta vừa xoáy cái ống này. Đó, thì nó sẽ dễ qua hơn. Đồng thời nếu mà cần thì nếu mà nó khó quá thì chúng ta có thể lấy cái đầu dây kia để chúng ta kéo kéo cái đầu dây này qua cũng được này. Nhưng mà yêu cầu là chúng ta phải cột chặt một chút ha. Đó. Ở đây thì thường thường ống thì vẫn đẩy được bởi vì ống nó sẽ vừa. À, rồi tôi sẽ đo luôn cái ống này để cho các bạn cần, nếu mà khi các bạn thay thế, các bạn chỉ cần tìm đúng cái ống cao su hoặc ống tiô nhựa cũng được, vừa bằng cái này được rồi. Ống này ống 7 7 ly nha các bạn. 7 ly nha. 7 7 hoặc 8 ly đều được ha. Đó, chúng ta đẩy sang thôi. Đây tôi đẩy bằng tay nó cũng vẫn qua được này. Nhưng mà đến phần cuối cùng á là qua bên kia thì chúng ta tốt nhất này qua bên đây á thì nó sẽ khó để mà lấy được cái ống này lên hơn, bởi vì cái ống này thông thường là nó sẽ cắt bằng, nó cắt bằng với cái đầu ống, tức là nó sẽ vừa bằng với cái phần phần này đấy. Thì chúng ta khi đưa vào á thì chúng ta nhấn cái đầu này kịch lại nha. Đó, và chúng ta kéo kéo cái ống cao su này ra. Đó, đây, khi các bạn kéo ống cao su này dài hẳn ra đó, đúng không ạ? Khi mà kéo dài ra thế này rồi đó thì chúng ta chốt lại cái phần đầu này thôi. Đó, chúng ta chốt lại cái phần đầu này là được. Rồi, xin lỗi, để tôi cầm thế này nó sẽ dễ hơn. Đây, chúng ta chốt cái phần đầu này lại cho thật chắc chắn lại. Chúng ta chốt phần này phải chắc nha, bởi vì không chắc là nó lại xì từ phần đầu ống này ra đó. Vì vậy là chúng ta phải xoay được cái phần này thật chắc, thật chặt vào. Đó. Đây, các bạn thấy là khi mà nó phủ kín được như thế này rồi thì nó sẽ không xì nữa nha. Và chúng ta chỉ việc gì? Đẩy nó xuống thôi. Đẩy chặt nó lại. Rồi, như vậy này chúng ta đã xử lý được xong cái phần đầu ống này rồi. Rồi, sau khi xử lý cái phần ống lò xo này, trường hợp mà chúng ta gặp về vấn đề của ống lò xo này đó thì
chúng ta sẽ có một vấn đề nữa là nếu trong trường hợp bị rỉ nước ở đây nha, bị rỉ nước ở khớp nối giữa ống lò xo và thân vòi thì chúng ta phải tháo phần này ra nha, tháo phần này ra thì đi kèm với sản phẩm này nó sẽ có một cái cây lục giác để tháo thân vòi nha các bạn nha, cây lục giác để tháo thân vòi cùng một lắp tre như vậy. Đây, một lắp tre đi kèm nha, với một cây lục giác. Lắp tre đi kèm này thì nó có một cái lớp bọc ở đây, chúng ta có thể hoàn toàn tháo ra nha. Khi lắp đặt thì chúng ta tháo ra. Lớp này chỉ là lớp vỏ bọc để bảo quản cái bề mặt của inox này thôi, chúng ta tháo ra nha. Rồi tiếp về vấn đề là xử lý ở đây thì chúng ta phải dùng cây lục giác đi kèm này, chúng ta mở ra. Cái này cũng là cách lắp đặt sản phẩm luôn nha các bạn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn về cách lắp đặt sản phẩm. Bởi vì vòi âm tường này khi lắp đặt á, chúng ta cần phải xoay. Và cái cần này nhiều khi bị chạm vào phần phía dưới. Bởi chúng ta để cái đường chờ nước nó quá thấp á, nó thấp hơn so, nó quá thấp so với cái mặt bếp. Thì khi mà chúng ta xoay vặn á, thì cái cần này nó sẽ vướng vào cái mặt dưới của bếp, chúng ta không thể nào xoay được. Vì vậy là chúng ta phải mở con ốc này ra để lắp đặt nha. Đó, chúng ta phải mở ra. Trong trường hợp mà sản phẩm đi kèm bị vô tình bị lạc mất cây lục giác á, thì các bạn vui lòng kiếm một cây lục giác hai chấm nha. Chúng ta mở hẳn con ốc này ra. Tốt nhất là chúng ta tháo hẳn ra nha. Tháo hẳn con ốc lục giác này ra và chúng ta rút sản phẩm ra. Đúng không ạ? Rồi, sau khi mà rút sản phẩm ra đó thì chúng ta... khi nắp đặt á, chúng ta sẽ phải chụp cái nắp chụp này vào. Nắp chụp này thực ra là có tác dụng là che cái điểm tiếp nối giữa đầu chờ và thân vòi thôi. Nó có tác dụng tăng cái độ thẩm mỹ của vòi lên. Đó. Sau khi lắp chụp xong thì chúng ta quấn băng tan vào đây. Chúng ta quấn dày băng tan vào. Và sau đó chúng ta đưa vào đầu chờ đường nước và chúng ta siết lại thôi. Đúng không ạ? Siết lại thôi. Siết lại đến khi nào chặt và đứng thân vòi thì coi như là hoàn thành, sau đó chúng ta lắp lại cái đầu ống này thôi nha. Lắp đầu ống này thì có một điểm lưu ý là chúng ta để ý này, ở trên thân vòi, thân ống vòi này nó có một cái gioăng cao su, gioăng nhựa cứng với một cái lỗ định vị ở phía trên này, thì khi lắp đặt lại chúng ta phải để cái lỗ ở trên cái miếng đệm nhựa này trùng khớp với cái lỗ bắt lục giác ở phía bên trong thân vòi đó. Khi trùng khớp này thì chúng ta bắt đầu vặn ốc lục giác vào. Nếu mà chúng ta để lệch á, thì khi chúng ta lắp đặt là khi chúng ta vặn ốc lục giác vào đấy thì ốc lục giác nó sẽ đè vào miếng nhựa này và chúng ta không thể nào quay ống vòi được. Chúng ta lưu ý vấn đề đấy nha. Rồi giờ đến về phần van ceramic. Eroy sử dụng van riu riu cho sản phẩm, tất cả các sản phẩm vòi của Eroy thì đều sử dụng van riu riu của Đài Loan. Van riu riu là một thương hiệu van cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan ở trên thị trường quốc tế, với chất lượng cực kỳ là ưu việt và ổn định. Các bạn có thể tìm hiểu thêm van riu riu như thế nào ở trên mạng nha. Đó. Rồi để tháo van ceramic ở bên trong ra thì đầu tiên là chúng ta phải tháo được cái tay cầm này ra. Đấy, tay cầm này tháo thì bằng cách là chúng ta sẽ phải dùng kìm để vặn tay này ra nha. Tay này là một tay có ren. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể vặn ra, tháo rời ra một cách bình thường nha. Sau khi tháo rời tay này ra thì chúng ta dùng một cây lục giác 2.5. Chúng ta kiếm một cây lục giác 2.5 để chúng ta mở cái ốc này. Đây, chúng ta đưa vào và chúng ta chỉ việc mở con ốc lục giác ở phía trong này ra. Ốc lục giác này thì nó có nhiệm vụ là siết chặt định vị cái tay cầm và phần thân van ở phía bên trong nha. Phần thân van phía bên trong. Rồi, nó sẽ hiện ra phần van ceramic ở đây. Thì phần van ceramic cho sản phẩm thì Eroline có thể dùng van vỏ đồng hay là vỏ inox cho các dòng sản phẩm lạnh nha, nó không cố định nha các bạn. Đấy, chúng ta chỉ việc đưa một cây khóa 14 hay lấy một cái mỏ lết, chúng ta mở ra thôi. Đúng không ạ? Chúng ta mở ra. Đấy, thì nó sẽ ra cái phần van này, phần van của
sản phẩm. Đây là van ceramic thương hiệu Jiu Jiu của Đài Loan, nhưng mà Euroline sử dụng cho toàn bộ tất cả các sản phẩm của mình. Rồi về vấn đề rò rỉ hay tắc nghẽn thì nó có một vài nguyên nhân như sau. Khi chúng ta lắp đặt sản phẩm á, chúng ta không rửa đường ống, nó sẽ dẫn tới vấn đề là gì? Là rác sẽ đi vào trong thân vòi này. Đó, rác sẽ đi vào trong thân vòi. Đó, và sẽ bị đọng ở đây hoặc ở van khóa, nó sẽ gây tắc. Hoặc trong trường hợp là rác đi được ra tới phần đầu kia, đó, và bị kẹt lại ở trong phần van này một phần chẳng hạn, thì nó sẽ gây ra trường hợp rò rỉ nha các bạn. Đây, ví dụ như trường hợp van mở ra như này, sau khi đóng lại, đó, bị rác chèn vào, nó kênh đĩa van lên và nó cũng sẽ gây rò rỉ. Thì có nguyên nhân đó là nguyên nhân đầu tiên. Và nguyên nhân thứ hai là sau một thời gian dài sử dụng á, thì cái đĩa này bị bào mòn thì nó cũng sẽ gây rò rỉ. Về nguyên nhân gây tắc và rò rỉ á, do rác đi vào thì các bạn lưu ý là Euroline đã khuyến cáo tất cả người sử dụng lắp đặt ở trên phiếu bảo hành này rồi là phải súc rửa thật sạch vệ sinh đường ống trước khi lắp đặt sản phẩm. Đấy. Các bạn hiểu là các bác thợ thông thường rất là ít súc rửa đường ống trước khi mà lắp đặt một sản phẩm lắm. Vì tại sao? Bởi vì các bác ấy muốn tiết kiệm thời gian thi công, các bác ấy hiếm khi nào mà súc rửa đường ống cho các bạn lắm. Vì vậy khi mà xả nước đi xuống á, thì tất cả rác mà nó vô tình ngọt vào trong đường ống, ví dụ như là cát này, đấy, băng tan này, hay silicon này, hay là cái keo dán đường ống, nó sẽ chảy xuống và nó làm đọng lại đây và nó gây tắc nghẽn, rồi vào van nó kênh thì sẽ gây rò rỉ. Đấy. Vì vậy các bạn hãy lưu ý nha, là dặn kỹ các bác thợ là phải rửa súc sạch đường ống trước khi lắp đặt tối thiểu là 2 lần, bằng cách là chúng ta xả nước lên trên bồn, sau đó là mở tất cả các đầu mà lắp đặt vòi, rồi xả nước xuống để cho tất cả rác cát ở trong đường ống trôi sạch đi, sau đó chúng ta mới lắp đặt thì nó mới đảm bảo được độ bền và hoạt động ổn định của các loại van nha. Khi mà các bạn không rửa đường ống thì cái phần mà đi sửa chữa lại nó sẽ mệt hơn rất là nhiều, bởi vì các bạn có thể phải tháo toàn bộ tất cả các thiết bị ra, xúc rửa lại, tháo từng sản phẩm một như tôi đang tháo đây để chúng ta xúc rửa lại và lắp đặt lại, rất là mất thời gian. Vì vậy các bạn hãy lưu ý là dặn kỹ các bác thợ xúc rửa đường ống trước khi lắp đặt nha. Rồi còn về cách xử lý, kể cả trong trường hợp là bị tắc nghẽn kênh hay rò rỉ do bào mòn, thì bước đầu tiên chúng ta vẫn cứ làm theo cái bước là xúc rửa van trước. Đấy, chúng ta tháo phần đế của van ra, rồi sau đó là chúng ta lấy đĩa ceramic này ra. Đó. Đây là đĩa ceramic của van. Đây, chúng ta tách ra được thành 2 phần và chúng ta nghe nha. Đó. Đĩa ceramic thì sẽ có tiếng kêu như vậy, còn khi các bạn gỡ ra mà gõ vào nó không có tiếng kêu thanh giống như là hai mảnh sứ đập vào nhau á, thì nó không phải là đĩa ceramic nha các bạn. Và đây chính là phần nhỏ nhất nhưng mà quan trọng nhất của một cái vòi. Đó. Nó quyết định tuổi thọ của vòi là sử dụng nhanh hay là lâu ở vấn đề rò rỉ. Các sản phẩm mà rẻ tiền thì thông thường đĩa này chỉ làm bằng nhựa thôi và sau một thời gian thì nó sẽ rò rỉ. Tại sao các bạn thấy là sản phẩm rẻ tiền sử dụng rất là nhanh rò rỉ đúng không ạ? Đây, nguyên nhân là thế này, khi các bạn đóng mở sản phẩm nhiều thì hai cái đĩa này nó cọ sát vào với nhau, nó sẽ gây bào mòn, và nhựa thì nó bào mòn rất là nhanh và nó sẽ nhanh chóng dẫn đến rò rỉ. Còn đĩa bằng ceramic thì nó rất là bền, vấn đề bị bào mòn nó sẽ không xảy ra theo thời gian ngắn nha các bạn. Đấy, vì vậy là các bạn hãy lưu ý cái phần này cũng là phần khá là quan trọng. Đấy, sau khi các bạn tách ra vệ sinh sạch sẽ thì chúng ta lắp đặt lại, thì chúng ta lưu ý là để cái càng van và đường khía này trùng nhau, và trên đĩa ceramic này chúng ta cũng để như vậy, và sau đó là chúng ta chỉ việc thì đưa nó vào đúng vị trí thôi. Đó, đúng vị trí đúng không ạ? Đưa vào. Và chúng ta lưu ý là chúng ta khéo léo để luồn cái khớp này
lối vào với nhau. Đây, chúng ta nhìn thấy là nó đã lối vào với nhau rồi đúng không ạ? Đấy. Rồi sau đó là chúng ta chỉ việc đài lắp này lại thôi. Đó, chúng ta thấy này, đĩa xoay đúng không ạ? Rồi sau khi mà vệ sinh xong đó, hoặc thay mới van thì chúng ta lắp đặt lại như bình thường. Đó, quy trình ngược lại lúc tháo ra là tháo ra như thế nào thì chúng ta đóng lại như vậy. Ha. Rồi chúng ta chỉ việc siết lại thôi. Đúng không? Siết chặt lại. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước là lắp đặt sản phẩm rồi. Đúng không? Lắp đặt van rồi. Đó. Và bây giờ chúng ta chỉ được việc đưa tay vào thôi. Đưa tay này vào thì đưa tay này thì chúng ta lưu ý nhé, chúng ta vặn kịch van, sau đó là chúng ta chỉnh cái tay này ở mức cân bằng nhất nha. Có thể chúng ta đổi tay từ trái qua phải, từ phải qua trái đều được nha. Chúng ta xoay bằng cách đảo cái lắp này. Rồi, sau đó là chúng ta siết chặt lại thôi. Đúng không? Siết chặt sản phẩm lại. Đúng không? Rồi, sau đó chúng ta vặn tay lại. Trong trường hợp khi sử dụng mà chúng ta bị lỏng cái tay này nha, lỏng trục tay cầm này hoặc lỏng cả lắp này, thì chúng ta tháo phần này ra và siết chặt lại con ốc. Đó. Rồi chúng ta vẫn sử dụng lại một cách bình thường, hoàn toàn bình thường nha. Rồi tôi xin lỗi vì thiếu mất một phần là chúng ta phải để cái gioăng cao su vào nha các bạn. Gioăng nhựa này vào. Chúng ta phải để cái lớp gioăng nhựa này. Đó, chúng ta để đúng vị trí nha. Đó. Rồi sau đó là chúng ta siết chặt lại. Chúng ta siết chặt lại. Cái gioăng nhựa cứng nằm ở giữa này nó chỉ có tác dụng là nó kê cho phần nắp chụp này và phần thân không bị chạm nhau thôi nha các bạn. Nó dễ dàng đóng mở hơn. Rồi sau khi nắp tay này thì chúng ta siết chặt lại nha. Trong trường hợp mà tay này bị lỏng thì chúng ta có thể quấn thêm băng tan vào. Nếu trong một thời gian sử dụng dài á, khi mở ra mở vào nhiều chúng ta bị tuôn reng thì chúng ta có thể quấn thêm nước băng tan vào, còn vào nó sẽ chặt thôi nha. Rồi và bây giờ đến phần lắp đặt lại ống vòi nha. Lắp đặt lại ống vòi, lắp đặt lại ống vòi thì chúng ta cứ vẫn lắp đặt lại như bình thường, và chúng ta chỉ cần một lưu ý một điều thôi là trên cái thân ống này có cái bát nhựa trắng vào một lỗ đinh vị thì chúng ta phải để trùng khớp nha. À, chúng ta để trùng khớp, không được sâu quá và không được lông quá. Rồi khi nào nhìn thấy hai cái khớp này trùng nhau thì chúng ta sẽ vặn ống lục giác này lại. Đây, chúng ta lấy cái lục giác hai chấm đi kèm đó, chúng ta vặn và nó vào. À, về phần ốc này thì chúng ta không cần vặn quá chặt nha các bạn. Vặn chặt quá thì nó sẽ khó quay cái đầu cái cần lò xo này. Đó. Khi mà chúng ta vặn chặt quá thì nó bị siết vào đầu ống đó, nó sẽ khó quay. Tất nhiên là vặn không chặt thì cũng không rò rỉ đâu nha các bạn, bởi vì nó được định vị bằng hai gioăng cao su ở phía dưới rồi. Rồi chúng ta chỉ việc lắp đặt lại như thế này thôi. Rồi. Đúng không? Đấy. Đó, chúng ta đã hoàn thành một cách sửa chữa, khắc phục tất cả các vấn đề đối với vòi RC010 này nha. Rất là đơn giản và các bạn có thể thực hiện được ở nhà. Theo video này chúng ta có thể thực hiện được tất cả, sửa chữa, khắc phục tất cả các vấn đề đối với vòi RC10 này. Và bây giờ chúng ta cùng xem về thông số kỹ thuật của sản phẩm này nhé. Ren kết nối với đầu chờ đường nước là ren 21 rồi nha các bạn. Nó phù hợp hoàn toàn với tất cả các ống chờ của các gia đình nha. Rồi, đường kính của thân van, đường kính của thân van là 30 nha các bạn. 30 mm. Chiều dài mà từ đầu vòi tới phần cuối là 79 nha các bạn. Đó, 79 mm. Còn về phần chiều dài hay phần chiều dài của ống thì tôi sẽ dùng một cái thước dây để đo cơ bản cho các bạn thấy. Đầu dài của ống từ phần ống lò xo trở lên nha các bạn, trở lên tới đầu vòi là
18 cm nha các bạn. Chiều dài đó là 48 cm đó. Rồi, khá là dài đúng không ạ? Còn ống này là ống 18 này. Đây, ống lò xo dẫn lên là ống 18 nha các bạn. Đó, ống 18. Đó. Đấy, đấy là về thông số chi tiết của sản phẩm này. Nha, chúng ta cùng xem về trọng lượng của sản phẩm này xem nó được bao nhiêu gram ạ. Sản phẩm này có trọng lượng là 627 gram. Trọng lượng này thì là trọng lượng tương đối nha các bạn, bởi vì nó có sẽ có độ rung sai cho sản phẩm, có thể là cao hơn 50 gram hoặc là thấp hơn 50 gram, đó là độ rung sai cho phép. Rồi, đối với dòng sản phẩm này thì nó rất là tiện dụng cho tất cả các hộ gia đình khi chúng ta sử dụng vòi rửa chén âm tường. Nó có hai chế độ chảy và đặc biệt chất liệu là inox Super 304 không han rỉ. Rồi, nói lại về phần chất liệu inox tôi chưa thử cho các bạn đúng không ạ? Rồi, giờ tôi sẽ thử cho các bạn để các bạn nắm được xem sản phẩm này có phải là inox 304 hay không. Chúng ta nhìn ở đây tôi có một tấm vật liệu. Các bạn so sánh về màu sắc và tất cả các thiết kế là y chang nhau, chúng ta không thể nào phân biệt được đúng không ạ? Nhìn y xì nhau hết. Chúng ta không thể nào phân biệt được. Và tôi có một phương pháp để thử chính xác inox 304 hay không. Thì ở trên tay tôi có một lọ dung dịch chuyên biệt để thử inox. Đây, các bạn thấy này. Đó, thử dung dịch thử inox. Nếu nhỏ lên bề mặt sản phẩm mà chuyển sang màu xanh thì nó sẽ là inox 304. Còn chuyển sang màu hồng, màu đỏ sẽ là 201 và 301. Và tôi sẽ thử ở trên tấm này cho các bạn coi nhé. Tôi sẽ thử ở mặt sau. Đây, chúng ta sẽ nhỏ lên một giọt ở trên đây là một giọt ở phía dưới này. Rồi, chúng ta sẽ xem. Đây, tôi thử cả trên ống luôn nhá. Rồi, đây các bạn sẽ thấy này, sản phẩm cái lớp mà nhỏ ở trên cái miếng thử này nó đã chuyển sang màu đỏ rồi đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy màu rất là đỏ đúng không ạ? À, chúng ta thấy màu đỏ nó chuyển ngay lập tức đó, các bạn nhìn thấy nó màu đỏ đúng không ạ? Rồi, còn về trên sản phẩm của Eurolight đây, các bạn thấy hai điểm trên cần và trên thân đúng không ạ? Hoàn toàn là màu xanh đó, các bạn thấy sau khi lau đi thì nó sẽ lại còn là màu xám nha. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó. Rồi, từ vấn đề này á là chúng ta khẳng định một điều là chất liệu inox Super 304 của sản phẩm này hoàn toàn là inox chuẩn, đảm bảo với các bạn về chất lượng. Đấy. Đối với các sản phẩm của Eurolight thì chúng tôi luôn luôn tuân thủ về chất lượng cũng như chất liệu của sản phẩm. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Khi các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này, chúng ta có thể click vào link mô tả ở trong phần mô tả của video, ở phần phía dưới mô tả của video á, các bạn click vào link đó, các bạn sẽ mua được trực tiếp sản phẩm này từ công ty cổ phần Eurolight Việt Nam. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào website eurolight.com.vn vào phần mục vòi rửa chén, đó, vòi rửa chén nóng lạnh, vòi lạnh, vòi rửa chén lạnh. Chúng ta sẽ mua hoặc chọn được nhiều dòng sản phẩm khác phù hợp với gia đình của mình hơn. Đó, chúng ta có thể vào đó để tìm chọn những cái mẫu sản phẩm phù hợp với gia đình của mình. Eurolight có rất là nhiều dòng vòi rửa chén, có trên 20 loại vòi rửa chén khác nhau. Chúng ta có thể vào đó để tìm kiếm những sản phẩm phù hợp. Đó. Thôi, các bạn chỉ việc đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng, ưng ý thì các bạn mới phải thanh toán. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Khi không ưng ý, chúng ta có thể hoàn hàng lại, không nhận hàng và không cần phải thanh toán. Vì vậy các bạn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của Eurolight nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm mua sản phẩm của Eurolight ở trên hệ thống siêu thị điện máy xanh có trên toàn quốc. Điện máy xanh có bán sản phẩm của Eurolight trong hệ thống của mình. Hoặc các bạn tìm mua ở trong siêu thị Colan của Nhật Bản, nằm ở trong chuỗi siêu thị Aeon Mall có trên toàn quốc, hoặc siêu thị ACE Home Center của Mỹ, làm ở trong tất cả các trung tâm thương mại lớn ở trên toàn quốc.
đều có bán sản phẩm của Eurolife, hoặc các bạn có thể tìm mua sản phẩm ở cửa hàng đại lý thiết bị vệ sinh thuộc hệ thống của Eurolife có ở trên toàn quốc, có rất nhiều trên các vùng miền khác nhau, các bạn có thể tìm kiếm mua được. Và ngay sau đây chúng ta cùng xem dòng sản phẩm này sử dụng như thế nào nhé, hiệu quả của nó như thế nào, và công năng dòng chảy của nó như nào, có mạnh mẽ hay không. Chúng ta cùng xem ngay sau đây nhé. Đây là sản phẩm sau khi được lắp đặt thực tế với nguồn nước nha các bạn, và chúng ta sẽ cùng thử dòng chảy của sản phẩm này nha. Chúng ta mở khóa. Ở đây chúng ta thấy là chế độ đầu tiên là chế độ tăng áp, xả xối, đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể chuyển chế độ ở đây nhé. Chúng ta bật, đúng không ạ? Và chế độ này là chế độ tạo bọt, không văng bắn. Đó, chúng ta thấy nó không hề văng bắn, đúng không ạ? Chuyển chế độ. Rồi cần thì có thể xoay qua trái, xoay qua phải, đúng không ạ? Rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Chuyển chế độ thì chúng ta chuyển ở ngay trên tay cầm này, rất là nhẹ nhàng thôi, thuận tiện. Van khóa thì nhẹ nhàng, chúng ta đóng mở là rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Rồi về ống thì chúng ta có thể xoay nhé, xoay bẻ, bẻ ống, chúng ta có thể bẻ, rồi di chuyển ở phía bên dưới này, chúng ta có thể dùng để xoay. Rồi đây là thực tế của lắp đặt của sản phẩm vòi rửa chén ông tường này nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nhé. Thank you.
Thank you.